Thưa quý vị và các bạn, huyện Ngọc Lặc có xuất phát điểm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thấp. Song với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, không chỉ diện mạo nông thôn đang thay đổi từng ngày mà nhận thức, tư tưởng của người dân cũng từng bước đổi mới, đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2023 đến nay, huyện Ngọc Lặc đã huy động được gần 500 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước trên 46 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình đạt 206 tỷ đồng, gần 14 tỷ đồng huy động từ người dân và cộng đồng. Cùng với đó, huyện Ngọc Lặc cũng đã vận động 993 hộ dân tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu với diện tích gần 60.000 m2 và tham gia hơn 74.000 ngày công lao động. Tổng giá trị ước tính hơn 230 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí đó, huyện đã đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở văn hóa, trường học, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã từng bước sắp xếp lại ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất theo định hướng nông nghiệp sạch, xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao. Những vùng nguyên liệu đã được hình thành, gắn chặt các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Huyện đã quan tâm hỗ trợ các hộ dân áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện chương trình OCOP, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phấn đấu trở thành huyện nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hectare canh tác đạt hơn 100 triệu đồng đã giúp nông dân làm giàu. Phòng nông nghiệp cũng hướng dẫn rồi một số cái kỹ thuật. Cho đến thời điểm hiện nay là đến 3 năm rồi. Thì đối với cái thu nhập thì cũng tạm ổn định. Hướng tới là gia đình cũng định là mở rộng thêm 1 hectare trồng mới, chuyển đổi từ cái đất trồng cây hàng năm sang. Rồi cũng trước hết là xã, ủy ban xã rồi hội làm vườn cũng quan tâm, rồi cũng trước hết là đến động viên tinh thần rồi cũng hỗ trợ về cái mặt kỹ thuật. Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện miền núi Ngọc Lặc đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, tham gia của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Công tác an sinh xã hội, đời sống tinh thần khu vực nông thôn được quan tâm, nhất là hộ nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Chủ yếu là sức dân, lo cho dân và làm cho dân, cho nên xây dựng kế hoạch chuyên đề để bàn đi sâu vào một số các nội dung về lĩnh vực. Trước hết thì để làm được cái vấn đề đó thì là phải tập trung đầu tư vào xây dựng cái đường làng ngõ xóm. Thì khi mà có đường làng ngõ xóm thì nó đảm bảo đi lại nó thuận tiện thì người dân người ta thấy được đấy là nó có cái nội dung, các nội dung rất là quan trọng, đó là người ta đi lại nó dễ dàng, hàng hóa lưu thông thì nó được lưu thông trên tất cả các cái hộ ở trong các cái ngóc ngách mà trước kia là đi lại khó khăn. Sau khi có đường làng ngõ xóm đi lại xanh sạch đẹp gọn gàng rồi thì từ đó thì vấn đề phát triển kinh tế nó được nâng lên, và quá trình phát triển kinh tế được nâng lên đó thì là mình huy động cái sức dân là người ta đóng góp ủng hộ rất là nhiều. Thành lập trước đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Ngọc Lặc với hơn 97% đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Với xuất phát điểm là xã nghèo, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra. Năm 2019, Thành Lập đã thoát khỏi xã nghèo, năm 2021 được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, xã Thạch Lập đang tiếp tục phát huy lợi thế trong xây dựng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với hơn 100 hộ tham gia, góp phần không nhỏ nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời thực hiện có hiệu quả mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Chúng tôi tập trung là đối với cái thực hiện các cái phong trào để đảm bảo các cái tiêu chí nông thôn mới của xã duy trì, đồng thời là góp phần vào các cái tiêu chí chung của huyện nữa, thì chúng tôi duy trì cho bà con nhân dân là thực hiện các cái phong trào ngày chủ nhật sạch, các cái phong trào do huyện, do xã phát động, phong trào hàng rào xanh, phong trào chỉnh trang khuôn viên gia đình vườn hộ, và
đặc biệt là chúng tôi quan tâm là đến cái phong trào tức là vệ sinh môi trường các cơ quan công sở. Để tạo đột phá trên các lĩnh vực, huyện Ngọc Lặc tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung, quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Huyện cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tập trung các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, phấn đấu sớm trở thành trung tâm văn hóa, xã hội, thể dục thể thao của khu vực miền núi Thanh Hóa. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các địa phương đã về đích nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các khu dân cư văn minh, đô thị văn minh. Đối với thị trấn thì sẽ tập trung để hoàn thiện các cái tiêu chí đô thị văn minh theo cái chỉ đạo chung. Cái thứ hai là thực hiện tốt 4 cái phong trào thi đua do huyện phát động về cái phát triển kinh tế xã hội. Và cái thứ ba nữa là tập trung thực hiện các cái tiêu chí huyện nông thôn mới theo kế hoạch mà huyện đã giao cho thị trấn. Từ đầu năm đến nay, huyện Ngọc Lặc đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn từ nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã phát động nhân dân xây dựng được 326 km hàng rào xanh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp và an toàn tại các xã Ngọc Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Liên, Thúy Sơn. Toàn huyện đã có một xã nông thôn mới nâng cao, 17 trên 20 xã đạt chuẩn và đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, 153 thôn đạt chuẩn hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 3 thôn kiểu mẫu. Bình quân đạt 17,2 tiêu chí trên một xã, có 8 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đồng thời, huyện đặt ra mục tiêu đến hết năm 2024, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đưa Ngọc Lặc trở thành huyện miền núi đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Chúng tôi xác định xây dựng một số các cái sản phẩm nó mang tính như là gọi là đặc thù, là sản phẩm OCOP. Hiện nay xã chúng tôi đã có 2 cái sản phẩm đạt OCOP. Đấy là cái sản phẩm tinh bột sắn dây và cái sản phẩm miến rong. Hiện nay đã đạt được công nhận là sản phẩm OCOP. Và cái sản phẩm măng tây chúng tôi cũng đã đạt được cái sản phẩm là Việt Gáp. Huyện Ngọc Lặc xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên liên tục với mục tiêu phát triển nông thôn bền vững theo hướng xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội hiện đại, môi trường sinh thái trong lành, nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Năm 2024, huyện Ngọc Lặc đặt ra mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã nông thôn mới nâng cao, 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 12 thôn hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó, huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới, không trông chờ ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện. Trên cơ sở nguồn lực của chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã bám sát quy hoạch, đề án, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch để tạo sự tin tưởng đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó, huyện Ngọc Lặc luôn tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp vật chất, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Để huyện Ngọc Lặc trở thành huyện nông thôn mới theo cái chương trình đề ra tại nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thì tập trung lãnh đạo toàn diện tổng thể các cái mục tiêu kinh tế xã hội, trong đó chú trọng là tập trung xây dựng phát triển kinh tế, từ đó là hoàn thành các tiêu chí trong các cái bộ tiêu chí của huyện cũng như các xã nông thôn mới nâng cao. Với nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của nhân dân, tin tưởng rằng Ngọc Lặc sẽ sớm hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của năm 2024 và là một trong những huyện miền núi đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra.